De Waga. Nguy hiểm. Và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia. Và lại là hiệu quả từ những quả đá biên. Phút thứ 21 của trận đấu. Đội bóng bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết cũng rất giống với bàn mở tỷ số trong trận bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Chỉ có điều khác biệt khi mà Pratama Ahan không có thì đã có De Wanga. Vâng, có thể coi đây là một tình huống đốt lưới nhả. Bóng đã chạm vào đùi của trung vệ Sông Trai. Lối rất lớn trong bàn thua này thuộc về trung vệ được kỳ vọng nhiều của U22 Thái Lan, đó là Jonathan Kemi. Anh đã có tình huống che chắn cả người không kín và thực hiện tình huống phá bóng quá muộn. Phá chất thời cơ tuyệt vời của Sanata. Và thủ môn của U22 Thái Lan là Sopunwit cũng đã hoàn toàn bị bất ngờ. Được ưu tiên hàng đầu đối với cầu thủ áo đỏ nữa rồi. Vừa rồi chúng ta lại thấy một tình huống chạm bóng thiếu cảm giác của trung vệ Jonathan Kennedy. Tirasak. Và phá bóng rất tốt của Ricky Riddle. Nguy hiểm. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Có lẽ đó là bàn thắng của Anand. Những phút còn lại của trận đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn khi cách biệt chỉ còn là một biên. Suitaro và cao trò của mình đã thành công với việc ghi được bàn thắng trong khoảng 20 phút đầu tiên của hiệp thứ. Quả đá phạt dành cho cao thủ Indonesia. Đội trưởng Rico Rito đã ra bóng về cho thủ thành Enado. Có thể là thời gian bù giờ còn lại sẽ thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa. Những chiến thắng, tấm huy chương vàng môn bóng nam đang tới rất gần với cao thủ Indonesia rồi. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Khát khao, ước mơ kéo dài 32 năm đã tới với các cầu thủ Indonesia. Và chúng ta cùng chờ đợi xem là tiếng còi vừa rồi là tiếng còi kết thúc trận đấu hay là một quả đá phạt. Có lẽ là một quả đá phạt. Ăn mừng hơi sớm. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Huấn luyện viên Siafi và các cầu thủ đã có những màn ăn mừng khi mà trọng tài vẫn cho Thái Lan thực hiện một quả đá phạt. Đây là cơ hội cuối cùng của các cầu thủ Thái Lan. Rất nguy hiểm. Tỷ số là 2-2. Thật không thể tin nổi. 2-2 cho U22 Thái Lan. Khi mà mọi thứ tưởng chừng đã đứng về Indonesia, tưởng chừng cơn khát 32 năm. Cầu thủ vào sân thay người cuối cùng của Thái Lan là tiền đạo Jasakon đã ghi bàn thắng quý như vàng. Chúng ta hãy cùng xem lại. Rất mạnh mẽ và quyết đoán cùng sự chính xác trong tình huống này. Không có cơ hội cho thủ thành Hernando trong pha ghi bàn của Jasakon. Jonathan Kennedy. Sông Trai. Nguy hiểm. Sông Trai đã mắc lỗi cơ hội. Tỷ số là 3-2. Irfan Zawahiri. Một trận đấu chung kết nhưng một trung vệ, một trụ cột như là Sông Trai lại mắc những lỗi quá ngơ ngẩn. Ba bàn thua của U22 Thái Lan trong trận đấu này đều tới từ những lỗi của Sông Chảy. Lại có xô xát ở trên sân. Các thành viên, nhiều thành viên của hai đội đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Trận đấu đang trở nên quá nóng. Trận đấu đã tạm dừng. Những cầu thủ đá chính, những cầu thủ dự bị và thậm chí là các thành viên của ban huấn luyện đã lao vào nhau ẩu đả. Một trận chung kết quá nóng. Nóng trên sân, nóng ở ngoài đường pitch, nóng cả trên khán đài nữa. Bàn thắng vừa rồi chắc chắn là một bàn thắng hợp lệ của Irfan Zawahiri, bởi đó là một tình huống mắc sai lầm, một sai lầm tai hại của Sông Trai. Có quá nhiều những cảm xúc và sự kịch tính trong trận đấu này. Chúng ta thấy là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Indonesia cũng đã đổ máu. Chắc là sẽ có những án phạt được đưa ra với những cái đầu nóng ở trong trận chung kết này.
Ở trên sân thì các cầu thủ cũng đã lao vào ẩu đả và chúng ta thấy là trọng tài chính điều khiển trận đấu, trọng tài người Oman, ông Ali Kasim đã chuẩn bị sẵn chiếc thẻ đỏ, không biết là dành cho cầu thủ nào đây. Hai thẻ đỏ, một cho thủ thành của U22 Thái Lan Soponwit và một cho trung vệ Komang của U22 Indonesia. Mỗi đội chỉ còn trên sân 10 người. Và bây giờ có lẽ là án phạt để dành cho các thành viên của ban huấn luyện. Hai thành viên ban huấn luyện của Thái Lan bị truất quyền chỉ đạo. Liên tiếp là những chiếc thẻ được trọng tài Kasim người Oman rút ra. Không chỉ là thẻ vàng và thẻ đỏ cho các cầu thủ ở trên sân mà còn là thẻ cho các thành viên ngồi trên băng ghế dự bị cũng như là ban huấn luyện của hai đội. Chúng ta cùng xem là thẻ đỏ dành cho thành viên ban huấn luyện của UAE Indonesia sẽ là bao nhiêu thẻ và sẽ dành cho ai đây? Có lẽ là không phải dành cho huấn luyện viên trưởng Indra Safri. Trận đấu mà diễn biến của nó đã vượt xa ra hình dung và tưởng tượng của rất nhiều người. Khó có ai có thể nghĩ ra một kịch bản như thế này. Mọi thứ vẫn chưa thể tiếp tục khi mà những chiếc thẻ sẽ có thẻ đỏ dành cho trợ lý của huấn luyện viên Indra Safri. Như vậy là đến thời điểm này, trọng tài chính điều khiển trận đấu của Oman, ông Ali Kasim, đã phải rút ra tổng cộng là 11 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Hai thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ là thủ thành Soponwit của U22 Thái Lan và trung vệ Komang Trisananda của U22 Indonesia. Ba thẻ đỏ dành cho hai thành viên ban huấn luyện của U22 Thái Lan và một thành viên ban huấn luyện của U22 Indonesia. Một lần nữa các cầu thủ Indonesia vươn lên dẫn trước. Sau khi bị gỡ tới hai bàn, Indonesia không những không xuống tinh thần mà còn bước vào hiệp phụ đầu tiên với một sự quyết tâm rất lớn. Và Zawahiri đã rất nhanh ghi bàn thắng thứ 5 của trận này và đưa Indonesia một lần nữa tạo ra được lợi thế về mặt tỷ số. Kasim đang phải nhắc nhở rất kỹ với huấn luyện viên Sritaro của Thái Lan và Siafri của Indonesia để tránh sự nóng nảy tương tự sẽ diễn ra trong những phút sắp tới. Trận đấu đã quá nóng rồi. Như vậy là các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ phải có sự thay đổi người, bất đắc dĩ sự thay đổi người cuối cùng ở vị trí thủ môn. Trong hiệp phụ thì mỗi đội sẽ có thể có thêm một quyền thay đổi người nữa. Thủ thành hôm nay là người bị cho ra nghỉ. Trong thời gian hiệp phụ, các cầu thủ U22 Indonesia vẫn có thể thay đổi hai cầu thủ nữa, còn U22 Thái Lan đã hết quyền thay đổi người rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu như cầu thủ nào bị chấn thương, các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ tiếp tục phải thi đấu thiếu người. Marcelino, Bagas, vẫn là những pha tấn công tốc độ của các cầu thủ Indonesia. Zawahiri, vẫn là Zawahiri vấp bóng rồi. Unachet, Chak Mong Gol, Chanarong, lỗi việt vị rồi.
Bây giờ thì cầu thủ Indonesia đang có rất nhiều những lợi thế. Thời gian còn lại, cầu thủ Thái Lan đã hết quyền thay người, còn UAE Indonesia vẫn có thể thay đổi hai cầu thủ nữa. Và điều quan trọng là họ đang có lợi thế rất bản. Indonesia trong những phút cuối cùng của trận này đã trải qua cảm giác mà U22 Việt Nam từng phải trải qua ở vòng bán kết. Đó là để cho đối phương ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng, những thời khắc cuối cùng của hiệp đấu. Nhưng các cầu thủ Indonesia họ vẫn có cơ hội để sửa sai, vẫn còn được đá hiệp phụ. Đến cả thời gian hiệp phụ rồi mà chúng ta thấy là Marcelino Ferdinand, số 7, linh hồn trong lối chơi của cầu thủ Indonesia, vẫn có thể thoải mái để thực hiện những động tác biểu diễn kỹ thuật ở trên sân. Sẽ lại là nhiều phút bù giờ của hiệp phụ đầu tiên. Marcelino, hai can, Rio Fami, vẫn là Rio Fami, Chanarong, Adam. Trận chung kết, cầu thủ Thái Lan đã liên tiếp phải ở trong tình thế bám đuổi về tỷ số. Anan đã để mất bóng rồi. Zawahiri. Không được, không hợp lý. Đường chuyền mở sang bên phía hành lang cánh phải cho Faja sẽ là hợp lý hơn so với đường chuyền trung lộ vừa rồi, khi mà Marcelino Ferdinand đã bị theo kèm rất chặt. Rayan. Động tác phạm lỗi của Jonathan Kembe. Thẻ vàng thứ hai dành cho Jonathan Kembe đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời sân. Thẻ vàng thứ hai, và U22 Thái Lan chỉ còn 9 cầu thủ trên sân mà thôi. Một ngày thi đấu tệ hại của bộ đôi trung vệ Song Chai và Jonathan Kembe. Người đang thi đấu hơn người, đang dẫn bàn và còn nguyên hai quyền thay đổi người nữa. Cầu thủ Thái Lan thi đấu thiếu người và đã hết quyền thay người rồi. Indonesia bây giờ hoàn toàn có thể chơi chậm và chắc chắn, tận dụng lợi thế quân số ở trên sân để cầm bóng một cách chắc chắn, để cho thời gian trôi qua. Chanarong, một tình huống phạm lỗi. Không, trọng tài nói không với tình huống vừa rồi. Pha ra. Chiếc thẻ vàng thứ hai với trung vệ vẫn là cầu thủ Indonesia. Pháo ra. Cơ hội. Marcus. Không vào. Rất đáng tiếc. Đó lẽ ra phải là bàn thắng, có lẽ là khép lại những hy vọng. Đã bước sang thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ nhất. U22 Indonesia đang dẫn với cách biệt một bàn trước U22 Thái Lan. Trọng tài đã bắt lỗi cao chân của cầu thủ bên phía Indonesia. Đó là Irfan Zawahiri. Anh đã có động tác cao chân đối với Apisit của Thái Lan. Đây là
Real. Kuracet là người đã bị thổi phạt. Marcelino. Marcelino đã hơi lạm dụng kỹ thuật. Vẫn là Marcelino. Quang ơi. Bóng không tới được vị trí của Zahari. Coi. Chút nữa là dấu chấm hết. Hàng hậu vệ của Thái Lan ngày hôm nay thi đấu như mơ ngủ. Của các thủ phòng ngự Thái Lan. Pha lấy bóng của Irfan Zahari. Pha ra. Không thể dứt điểm vào góc hẹp. Phạt góc dành cho cầu thủ Indonesia. Thực sự là thể lực của cầu thủ Indonesia cũng như của U22 Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay là quá tốt. Real không được. Cú sút trượt bóng là của Irfan Zahari. Số gol nguy hiểm là rất nhiều dành cho cầu thủ U22 Indonesia. Vẫn chưa thể tận dụng rất nhiều những cơ hội nguy hiểm để gia tăng cách biệt. Indonesia vẫn chưa thể yên tâm. Cách biệt một bàn là mong manh. Mặc dù U22 Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân, còn U22 Indonesia là 10 người. Josakon. Phút đá bù giờ thứ 5 của hiệp phụ đầu tiên. Trọng tài người Oman Okasim đã liên tiếp nhìn đồng hồ. Phong Sakon. Đường chuyền ngang đã bị bắt bài. Zahari. Vẫn là Irfan Zahari rất khỏe. Bây giờ thì đã có dấu hiệu bị xuống sức của Marcelino Ferdinand rồi. Trong hiệp phụ này, Marcelino cùng với Bagas là những người đã có cơ hội để tái lập cách biệt hai bàn dành cho cầu thủ Indonesia, nhưng đã bỏ lỡ. Anan. Khi mà trận đấu vẫn còn chưa đến hiệp phụ thứ hai thì tổng số phút đá bù giờ cho đội tuyển này đã lên đến khoảng 20 phút. Pha ra đúng là một màn tra tấn về thể lực với hai đội. Pha ra định đưa bóng cho đồng đội Marcelino, ngăn chặn là Chanarong, người lúc này đang đeo băng đội trưởng của U22 Thái Lan. Chanarong vừa rồi đã phán đoán rất tốt ý đồ phối hợp trọng biên của cầu thủ Indonesia. Một tình huống mà pha ra. Marcelino có thể không ghi bàn trong trận chung kết này, nhưng anh vẫn là một cầu thủ đặc biệt quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Indra Safri. Real ném biên cho cầu thủ Indonesia. Đây đã là phút bù giờ thứ 7 của hiệp phụ đầu tiên. Và lại là phạt góc nữa dành cho cầu thủ Indonesia. Cú đánh đầu vừa rồi là của Marcelino Ferdinand. Rio Fabi. Pha ra.
Marcelino. Cú sút rất căng nhưng đã đi vào xa. Liên tiếp là nhiều cú sút được Marcelino Ferdinand thực hiện về phía khung thành đối phương trong trận đấu này, nhưng anh không một lần thành công. Đá phạt cho Indonesia. Đội trưởng Ricky Rito cùng với các đồng đội vẫn tiếp tục có cơ hội để có thể bảo toàn tỷ số. Để bóng rất thoải mái. Pha ra. Quá tuyệt vời. Bóng này mới chỉ là những phút đầu tiên của hiệp phụ thứ hai, nhưng bàn thắng vừa rồi của Faja, pha lập công thứ 5 của anh tại SEA Games này, có lẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng lội ngược dòng của các cầu thủ Thái Lan. Hai bàn cách biệt. Bây giờ thì các cầu thủ Indonesia và các cổ động viên của họ có thể mở hội ăn mừng, mặc dù thời gian của hiệp phụ thứ hai vẫn còn, dẫn trước hai bàn và còn được thi đấu hơn người. Tấm huy chương vàng chờ đợi 32 năm dài đằng đẵng bây giờ đang ở trong tầm tay một thế hệ trẻ tài năng của Indonesia. Rất nhiều khoảng trống khi mà U22 Thái Lan chỉ còn 9 người và đã hết sức. Họ không còn khả năng đeo bám, tạo ra quá nhiều những vị trí để các cầu thủ áo đỏ có thể dứt điểm. Một cú ra chân đẳng cấp, một cú ra chân rất kín, tìm được khe hở với người đồng đội Sanata và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của U22 Việt Nam, và ba người cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn. Một trận chung kết kéo dài, một trận chung kết quá kịch tính, quá hấp dẫn, nhưng bây giờ cơ hội để lội ngược dòng là gần như không còn với các cầu thủ Thái Lan nữa rồi. Họ một lần nữa trong trận đấu bị tái lập cách biệt hai bàn và bây giờ còn đang thi đấu thiếu người. Không loại trừ khả năng trận đấu vẫn sẽ nóng ở thời điểm khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Josakon, đồng tác giả, đã bị bắt bài. Tiếp phản Zawahiri. Zawahiri rất khỏe. Zawahiri. Zawahiri định đâm sâu vào trong khu vực 16m50 để tìm góc dứt điểm nhưng đã bị theo kèm rất chặt. Bây giờ thì gần như các cầu thủ Thái Lan chỉ còn chạy theo bóng mà thôi. Họ đã quá mệt rồi và lại chỉ còn có 9 người. Indonesia sẽ tha hồ kiểm soát bóng và thong dong trong khoảng thời gian còn lại của hiệp phụ thứ hai. Pha ra. Thêm một quả phạt góc nữa cho các cầu thủ Indonesia. Có vẻ như trong thế trận như thế này, cầu thủ Indonesia còn muốn ghi thêm bàn thắng nữa, bởi đó là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Hai bàn cách biệt đến thời điểm này được coi là an toàn khi trận đấu đã bước sang hiệp phụ thứ hai và cầu thủ Indonesia cắt và đã mang tới cơ hội để gỡ hòa hai đều của Jasakon. Rio Fami, vị trí sở trường của anh là vị trí hậu vệ cánh phải, nhưng ngày hôm nay việc vị trí này đang được án ngữ bởi Bagas nên Rio Fami đã chuyển sang cánh đối diện để thay thế vị trí của hai can. Cầu thủ đã được cho ra nghỉ. Tấm huy chương vàng môn bóng nam SEA Games 32 còn cách cầu thủ Indonesia khoảng 10 phút nữa, cách biệt hai bàn và đang thi đấu hơn người. Quá nhiều những lợi thế đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Pha chọc khe rất thông minh, không có lỗi vi phạm. Đây là Bagas. Bekaputra. Cơi. Liên tiếp là những hội nguy hiểm trong vòng cấm dành cho cầu thủ áo đỏ nhưng chưa có được bàn thắng thứ 5. Đó là tình huống Bekaputra đã phải xử lý giữa ba cầu thủ của U22 Thái Lan. Rio Fami.
Joao Harry. Người đang chuột rút là Chuck Mongol. Thời gian thì vẫn còn nhưng có vẻ mọi thứ đã được an bài rồi. Ở trên sân Indonesia đang dẫn trước 2-0, thi đấu nhiều hơn một người và họ vẫn đang thi đấu vượt trội. U22 Thái Lan bây giờ gần như không còn khả năng để gây nguy hiểm đối với U22 Indonesia, mà ngược lại họ còn thường xuyên phải đối mặt với những pha bóng như thế này. Fajar đã ngã nhưng trọng tài đã không thổi còi. Có lẽ tình huống vừa rồi Fajar đã bị phạm lỗi và trọng tài đã cho trận đấu tạm dừng khi mà số 14 Fajar vẫn đang nằm sân. Đáng ngại hơn cả là phía cầu thủ Thái Lan họ đã hết quyền thay người và hậu vệ cánh Phong Sakon vẫn chưa thể tiếp tục quay trở lại sân. Hiện tại thì cầu thủ Thái Lan chỉ còn 8 cầu thủ trên sân mà thôi. Reahan không việc gì phải vội vàng cả với cầu thủ Indonesia. Giờ đây thì họ tự tin là có thể bảo toàn được thành quả. Reahan, Ricky Rito, Marcelino, đây là Rio Fabi. Cầu thủ vào sân thay người này vẫn còn thể lực rất tốt. Marcelino quay không vào, một pha vượt bật nhả trong vòng cấm đầy tự tin của Marcelino Ferdinand và Reahan. Rất may là cái tay của thủ thành Thirawood đã ngăn cản tình huống dứt điểm và ghi bàn của Marcelino Ferdinand. Đúng là Marcelino Ferdinand không có duyên trong trận chung kết này, nhưng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Indonesia có thể giành tấm huy chương vàng, và đóng góp của Marcelino Ferdinand vẫn là điều không phải bàn cãi, vô cùng quan trọng trong chiến tích này. Mọi thứ đang ngang ngũ. Bây giờ có lẽ với hai đội chỉ còn là chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài mà thôi. Tiếp tục là một thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho Terasak. Thẻ vàng thứ hai của Terasak trong trận đấu này. U22 Thái Lan đã phải nhận tới 3 thẻ đỏ. Ba thẻ đỏ, 4 bàn thua và những tình huống rất đáng quên. Một trận chung kết chắc chắn là các cổ động viên của bóng đá Thái Lan không muốn nhớ. Burachet, lực cuối cùng của U22 Thái Lan. Quá mệt rồi. Chan Arong đã không còn sức nữa để thực hiện đường chuyền dành cho đồng đội. Hiệp phút thứ hai chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. Pha ra 4-2. Rất thuận lợi. Nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ năm. Bật con Bekaputra. 5-2. Chiến thắng quá tưng bừng dành cho cầu thủ Indonesia. Lợi thế hơn người đã được cầu thủ áo đỏ phát huy tối đa. Kể cả chưa có bàn thắng thứ năm vừa rồi thì tấm huy chương vàng cũng khó có thể thoát khỏi cầu thủ Indonesia, khi mà trong hiệp phụ họ đã phát huy được lợi thế hơn người của mình để tạo cách biệt 2 bàn thêm một lần nữa, và bây giờ cách biệt là 3 bàn rồi. Những giọt nước mắt quá hạnh phúc của Bekaputra. Vừa vào một cầu thủ dự bị cũng rất có duyên ở giải đấu này. Bekaputra là người đã được lựa chọn đá chính trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng của Indonesia.
nhưng màn trình diễn mờ nhạt của cầu thủ mang áo số 10 này sau đó đã khiến cho anh liên tiếp để mất vị trí đá chính.